trong cái đại dịch Covid đó thì mình cũng hoảng sợ lắm, rất là hoảng sợ, nhưng mà mình đã cố gắng vượt qua được cái khoảng thời gian là một tháng nằm trong phòng cấp cứu như vậy á. Thì mình suy nghĩ rất là nhiều, và sau khi được trở về với gia đình á thì mình thấy xung quanh mình á có những cái gia đình cũng không còn đầy đủ người thân nữa. Rồi trong gia đình thì có khi là người trụ cột gia đình mất đi thì chỉ còn những phụ nữ đơn thân thôi để nuôi con thì rất là khó khăn. Rồi thậm chí những trẻ em cũng không còn cha mẹ nữa, nên mình mới quyết định là dạy học không đồng, dạy may không đồng, thì mình nghĩ là sẽ hỗ trợ được phần nào cho những cái gia đình như vậy. Thì cách đây là 10 năm mình lên Sài Gòn lập nghiệp, thì lúc đó là mình làm công ty thì lương tháng thì cũng bấp bênh. Sau đó mình có em bé thì thời gian mình đi công ty không có được nhiều nữa, nên mình quyết định mình về nhà mình dùng một cái máy may cũ, mình lên mạng mình tự học may và bắt đầu mở tiệm may là mình làm đó. Lúc đầu mở tiệm may thì mình chỉ có làm may mình kinh doanh thôi, mình tự may, tự thiết kế mẫu rồi tự bỏ hàng. Thì sau khi cái dịch Covid xảy ra đó thì mình mới có ý định dạy nghề không đồng và làm những cái chương trình không đồng cho mọi người. Trong cái đại dịch Covid đó, là Sài Gòn mình là nặng nề, rất là nặng nề, và bản thân mình thì cũng là nhiễm Covid ngay cái giai đoạn đầu á, rất là khó khăn. Thì lúc đó mình đã nằm trong phòng cấp cứu khoảng 23 ngày và nói chung là sức khỏe rất là đi xuống luôn đó, là đã có tin dữ về cho gia đình rồi, để chuẩn bị rồi, nhưng mà mình đã cố gắng vượt qua. Cái lúc mà mình dạy may xong cái đợt đầu tiên của mọi mấy chị em á, thì mấy chị em mới ngồi lại và đã thảo luận và đã tìm ra một phương án, đó là một người sẽ thiết kế mẫu, một người sẽ đi tìm nguồn hàng, một người giỏi hơn nữa thì lên mạng á, mình tạo một cái fanpage á, mình bán, và đã có những cái đơn hàng như vậy. Và hàng của những chị em có một đợt đã có bỏ ra Phú Quốc này, rồi bỏ ra những các tỉnh nữa. Và cái ngày cuối tháng mọi người ngồi chung lại để mà đếm cái số tiền đó, trời ơi vui, rất là vui. Và cũng là một cái sức mạnh á, mình cảm thấy là trời ơi, mình đã làm được một cái điều mà mình không có thể tin được mình làm được. Vậy nên là đó là cái hạnh phúc và cái động lực mình sẽ muốn lan tỏa nhiều hơn nữa. Thì sau dịch Covid á, thì đa phần là những công ty thất nghiệp rất là nhiều. Rồi những cái phụ nữ mà giống như tuổi của mình á, trung niên á, thì đến cái độ tuổi là vừa lo nội trợ này, con cái, cơm nước này, gia đình, rồi cái sức khỏe cũng không có ổn định nhiều. Để mà vô công ty thì sau dịch Covid này sức khỏe ai cũng yếu đi nữa. Và thế là mình suy nghĩ, mình quyết định là mình sẽ hỗ trợ những cái chị em đó. Mình không có hỗ trợ họ được cái gì nhiều, nên mình hỗ trợ là bằng cách là mình mở cái lớp may không đồng này, để những chị em có thể là vô học may, rồi có thể là những chị nào mà có điều kiện hơn thì sẽ tự về mua máy và may được. Còn những chị nào mà không có điều kiện mua máy thì vẫn cứ ở đây và làm may chung với mình. Khi mà dịch Covid xong thì khi mà bắt đầu mở tiệm dạy may thì mình khó khăn đó là mình không có máy nhiều, rất là ít máy móc, nên mình chỉ dạy được một vài người thôi, thay phiên nhau. Hôm nay chị này học buổi chiều thì chị kia đến học buổi sáng, hoặc là học buổi tối, để một hai cái máy may mình chia nhau ra mình học. Nhưng mà một thời gian thì ở địa phương á, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ á, đã nhìn thấy cái đóng góp tích cực của mình, đã nhìn thấy và đã hỗ trợ mình thêm 5 cái máy may nữa. Và từ đó là mình hỗ trợ được mọi người. Thường thường những người mà họ đến đây á, là mình hay sửa quần áo dành cho người già và trẻ em là không đồng. Rồi những người mà trong độ tuổi lao động á, là mình sửa đồng giá 5.000 đồng,
Và cùng lúc đó là mình cũng sẽ giới thiệu luôn với họ là hiện tại chị có cần học nghề không đồng thì chị cứ qua em. Đó thì mình sẽ giới thiệu bằng cách là lan truyền người này qua người kia. Và sau một thời gian thì mình đăng lên mạng xã hội là mình muốn phổ biến cái lớp may của mình để cho mọi người cùng biết, cùng đến học. Từ dịch Covid đến giờ thì mình dạy may rất là nhiều, mình không có nhớ. Nhưng mà hiện trong năm nay thì được 22 chị em rồi. Và hiện tại như bây giờ thì một số chị em đã tự về mở tiệm may, một số chị em thì vô công ty. Còn ở đây may là khoảng 7 người. Và độ tuổi thì đa phần là trung niên. Cũng có những bạn trẻ như sinh viên á, thì cũng muốn đến học may để thêm cái tay nghề khi mà bạn học bên thiết kế mẫu hay là cái gì đó đó. Thì bạn bên sinh viên thì độ tuổi ít thì nó cũng ít hơn, nhưng mà chủ yếu là chị em phụ nữ trung niên. Nói chung là ở cái lớp may của mình đó, có một số chị em là đơn thân, rồi có một số chị em là có những cái căn bệnh hiểm nghèo nữa cũng có. Vì vậy nên là khi mà đến được đây á, họ phải sắp xếp thời gian và thậm chí cái sức khỏe không cho phép nữa, nhưng mà họ vẫn cố gắng họ đến đây để học may. Vì vậy nên mỗi lần mà họ đến được đây là cảm thấy đông vui, là mấy chị em hỏi thăm nhau sức khỏe rất là vui, rất là thấy có nhiều tình thương trong đó lắm. Nên là mình cứ duy trì như vậy đó, nên cảm thấy mỗi ngày là một niềm vui đối với mình rồi. Mình cảm thấy là những cái chương trình không đồng bên mình đó có thể hỗ trợ được cái một số hoàn cảnh, tuy không được nhiều, nhưng mà mình có như là xe lăn không đồng dành cho người khuyết tật này, mình hỗ trợ được một số cô chú không đi lại được. Rồi nhu yếu phẩm, gạo, mì không đồng, hỗ trợ một số cô chú bán vé số hay là những hoàn cảnh khó khăn. Sách giáo khoa không đồng thì hỗ trợ được trẻ em. Hoặc là thậm chí bên mình bây giờ có một cái lớp học tình thương không đồng. Rồi xe bánh mì không đồng buổi sáng 24/6. Nói chung phần nào giúp đỡ được những cái hoàn cảnh mà họ kém may mắn hơn mình một xí thì đó cũng là một cái niềm vui và cái động lực, vì mình đã giúp đỡ được một phần nào cho địa phương của mình. Ban đầu thì mình làm nhỏ thì chỉ có bản thân mình thôi, nhưng mà bây giờ thì thật sự mình rất là vui, bởi vì hàng xóm láng giềng họ đều chung tay hỗ trợ. Rồi có Mạnh Thường Quân, họ cũng hỗ trợ sách vở cho trẻ em, là bàn ghế học tập cho trẻ em. Rồi riêng về mảng cơm không đồng là bên Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã của mình á, và họ tổ chức và mình chỉ là phụ thêm thôi, tham gia thêm thôi. Rồi mình lan truyền cái bếp ăn không đồng đó ra để nhiều người biết tới và giúp đỡ nhiều hơn. Còn riêng nghề may thì thu nhập cũng bình thường thôi, nhưng mà được cái là mình có thời gian con cái cơm nước nội trợ, rồi sinh hoạt thêm nhiều cái mạng xã hội nhiều hơn nữa, giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Về phía gia đình mình thì mình may mắn, rất là may mắn để chồng con đều ủng hộ, để ủng hộ trong cái công việc của mình. Thậm chí đi phát cơm hay là phát bánh mì, thậm chí là máy móc hư của mấy chị em là chồng mình sửa, phụ sửa này kia, rồi phụ mình làm, con cái mình cũng phụ và luôn ủng hộ. Nếu mà sức khỏe của mình mà không ổn định thì họ sẽ là những cái hậu phương giúp mình tinh thần lạc quan hơn, rồi sức khỏe này kia là hỗ trợ tối đa. Nên mình cảm thấy rất là may mắn, rất là vui vì điều đó. Mình chỉ mong muốn là có thật là nhiều sức khỏe để có thể duy trì và mở rộng hơn nữa những cái chương trình không đồng của mình, như là quần áo, áo dài nè, sắp tới có chương trình áo dài không đồng nữa nè. Đó thì mình muốn duy trì nhiều hơn nữa những cái hoạt động như vậy, cơm, bánh mì, sách vở, rồi lớp học dạy may của mình cũng vậy. Mong muốn là có thật nhiều là chị em tham gia để học may, học nghề, để hỗ trợ thêm kinh tế, giúp đỡ gia đình họ. Mấy chị em học được một cái như vậy, có nghĩa là những chị em đều phân bổ cái thời gian ra. Nên thời gian học mình chỉ cần chỉ cho họ ngồi máy, họ biết đạp máy. Xong rồi thời gian buổi sáng họ biết ngồi máy, thì buổi chiều mình sẽ chỉ cho họ cắt đồ, hay là có thể học qua điện thoại.
nếu như mà chị em không có thời gian đến đây, và cái thời gian mình dành cho họ cũng không đủ nhiều, không cần nhiều lắm đâu. Người cũ sẽ dạy người mới, những chị em mà học xong rồi sẽ dạy những chị em mà mới biết học, nên là thời gian của mình cũng không có tốn nhiều. Rồi con cái mình thì cũng đa phần là lớn nữa nên sẽ tự lo được, nên mình cũng đỡ vất vả, không sao. Vui lắm, đi lại đây chị em phụ nữ trao đổi với nhau rồi bắt đầu học, rồi người này biết thì dạy người kia chút đỉnh gì đó, thì cũng có ý nghĩa là những thời gian mình cơm nước xong á, nhà cửa xong, rảnh rỗi thì mình lại đây thì có cô Quỳ nè, cô hướng dẫn mình dạy mình thấy có hiểu ích, là mình biết được thêm cái này cái kia được chút đỉnh. Còn như mình nấu cơm mình rảnh rỗi ở nhà mình chỉ nằm cho hết thời gian thôi, nhiều lúc có thời gian mình nhín thời gian lại đây mình cô Quỳ dạy mình, rồi mình học được chút đỉnh này kia. Ở đây thì mình ở nhà thì mình không có máy may, mình chỉ là nhà mình may mà kim bình thường như kim truyền thống thôi, xỏ kim may thôi. Mình lại đây thì mình mới có máy may, mới học được từng mấy thôi. Thì nếu mà mình thấy mà thời gian mình rảnh rỗi thì mình cũng lại mình học, mình cố học để mình ráp được cái quần hay cái áo gì cho con trẻ mình. Đây là thành phẩm của mình may để cho con mình, với lại là mình bán ra ngoài. Mình may cái đường chỉ này là mình may mấy một kim này gì với mấy con đoạn kia nữa, rồi mình về với mình may cho mấy bé mang ở nhà là gì. Có chứ, có con đoạn như cổ rồi gì nè, nhiều khi mình không biết đường á, mình may á mình phải lên mình hỏi chị Quỳ bày cho mình cái đường cổ này nữa, cái đường nơ này nè, mấy cái con đoạn có khó nhiều khi mình không biết mình phải hỏi. Chị Quỳ rất là một người rất là tận tâm, nhiều khi mấy con đoạn mình không biết á, rồi chị mình hỏi chị bày cho mình. Mình học hơn năm rồi nhưng mà mình học may áo quần nè, rồi bột tóc rồi gì đó, rồi mình may hơn một năm, nhưng mà mình bây giờ mình may rành các công đoạn rồi, mình đem về nhà mình làm. Khi nào rảnh thì mình mới lên đây. Mình may đồ như áo đầm váy gì cho em bé, em bé chừng 4-5 tuổi gì đó, rồi cột tóc rồi gì nè, cũng có ổn định. Nhưng mình làm ra được sản phẩm mình bán thì lương mình cũng có ổn định á, một tháng cũng được mấy triệu, cũng lo cho con cái được. Có, mình sẽ gắn bó với nghề may, tại vì nghề may này mình kiếm thêm thu nhập được, cho nên mình sẽ cố gắng gắn bó với nghề may này.